Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 1 đến câu 10. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem biết Đức Giêsu là ai, vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tuột xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm xì với nhau. Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây là phân nửa tài sản của tôi. Tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay ân cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Vì có người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Quý vị và các bạn thân mến, có người đến tìm và cứu chữa điều gì đã hư mất. Đó là lời quả quyết cho chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa Giêsu được thể hiện trong sứ vụ loan báo tin mừng của Ngài. Chúa Giêsu đến là để tìm và cứu chữa tất cả những ai đang bị tội lỗi phá hủy. Ông Gia-kêu là một trong những gương mặt điển hình mà tin mừng hôm nay muốn giới thiệu cho mỗi người chúng ta. Quả thế, Gia-kêu, một con người thu thuế giàu có, sống trên nhung lụa nhờ những việc làm bất chính của mình. Sự bất chính trong cách sống của ông đã làm ông bị người khác khinh bỉ. Vì thế, ông không có được cuộc sống bình an và hạnh phúc thực sự. Thế nên, ông luôn khát khao tìm kiếm điều gì đó có thể mang lại cho ông cuộc sống tốt lành hơn. Khi nghe biết về một người mang tên là Giê-xu, người có nhiều điều tốt lành và có thể làm cho người khác trở nên tốt lành, sắp đi ngang qua thành phố nơi ông sinh sống, ông khát khao nhìn xem cho biết thực hư thế nào. Nhưng vì là người có vóc dáng thấp bé, ông không thể tiếp cận với Chúa Giêsu giữa một đám người đông đúc. Ông đã tìm cách trèo lên một cây cao để có thể quan sát và nhìn thấy Chúa. Nhưng điều ông không thể tưởng tượng và mơ lại đến với ông khi chính Chúa đến chỗ ông và nói: "Hỡi ông Gia-kêu, hãy xuống mau đi, vì hôm nay ta phải lưu lại tại nhà ngươi." Gia-kêu đã gặp Chúa và đã được Chúa biến đổi thành con người chan chứa niềm vui và hạnh phúc. Từ đó, ông quyết tâm sống tốt hơn khi hứa với Chúa: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải của tôi cho kẻ nghèo khó. Và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn." Cuộc sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta hôm nay cũng thế. Chúng ta đang bị cơn lốc của lối sống hưởng thụ lôi kéo và làm cho tha hóa. Chúng ta mong muốn một cuộc sống sung túc và giàu sang như Gia-kêu bằng cách làm ăn bất chính. Vì thế, chúng ta cũng có những cảm nhận ăn không ngon, ngủ không yên, dù có dư tiền, bạc thừa. Chúa luôn yêu thương và đi tìm kiếm chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có lòng khao khát gặp Chúa như ông Gia-kêu hay không. Chắc chắn, khi gặp Chúa, chúng ta sẽ có sự trải nghiệm nhiệm màu của sự biến đổi. Chúng ta sẽ có thái độ và cách sống tốt đẹp như Gia-kêu. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con lòng khao khát được gặp gỡ Chúa trong các giờ kinh nguyện, và nhất là qua việc tham dự thánh lễ mỗi ngày, để chúng con nhận tình yêu thương mà Chúa dành cho chúng con. Amen.